kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam. Chuyển qua tin tức quốc tế, công ty hậu cần lớn của Mỹ SME bởi vì khoảng thời gian trước xảy ra tai nạn công nghiệp mà dẫn tới phong trào công nhân. Hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận bồi thường và đảm bảo an toàn cho các công nhân. Do ảnh hưởng của phong trào công nhân, dịch vụ chuyển phát nhanh của năm châu lục đã bị trì hoãn. Cảm ơn anh nhiều, Tommy. Người phát ngôn của SME cho biết họ sẽ mau chóng tăng cường nhân lực, bảo đảm dịch vụ chuyển phát nhanh có thể hoạt động bình thường giữa phong trào công nhân. Chắc chắn là Tống Kiều làm. Cô ta muốn lấy tin xấu để bôi nhọ SME, ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu của đám động sự. Chúng ta liên lạc với đám động sự, giải thích với họ là phong trào công nhân này chỉ là một sự cố riêng biệt. Công ty chúng ta không bị chuyện này ảnh hưởng. Không cần đâu. SME là doanh nghiệp xuyên quốc gia, thỉnh thoảng có vài ba vụ tranh chấp dân sự, có gì lạ đâu chứ. Tôi tin rằng đám động sự sẽ không bị ảnh hưởng bởi chút chuyện nhỏ này. Hay là mọi người hãy chuẩn bị, mấy ngày nữa sau khi tôi gia nhập hội đồng, mọi người sẽ cùng tôi dọn đến Tiền Hải. Chào chú, học xong rồi hả? Đúng rồi. Nếu chú biết sẽ mưa lớn thì đã không kêu con đứng đây đợi rồi. Xin lỗi con nha. Không có gì. Đột nhiên phải quản lại mấy công việc ở Kín Đồ, bộ phận nào cũng đòi phải họp hết. Chú tranh thủ lúc rảnh ra gặp con thôi. Con hiểu mà chú Hình. Con biết chú bận nên sẽ không làm phiền lâu. Con chỉ muốn hỏi, chú cũng biết SME muốn gia nhập hội đồng quản trị của chúng ta sao? Tụi con cũng biết mà. 12% cổ phiếu trong tay cô ta là chú bán cho cô ta mà. Tất nhiên chú biết cô ta muốn cái gì rồi. Bọn họ biết là không thể nào nắm giữ cổ phần nhiều hơn con được, cho nên họ mới muốn lấy thân phận cổ đông lớn thứ hai để nhân cơ hội này gia nhập ban điều hành của thời đại đó. Nhưng mà mục đích của họ không phải chỉ là vào hội đồng quản trị. Bọn họ nhìn trúng thị trường Trung Quốc chúng ta, và bước tiếp theo của họ chính là lấy được quyền lãnh đạo của hậu cần thời đại. Đúng rồi đó. Con hổ này tham lam dữ lắm. Để nó bước vào nhà thì mệt đó con. Nè, con và Đạo Minh nhất định phải thuyết phục các cổ đông nha. Đừng có bỏ phiếu cho người phụ nữ họ Đinh kia. Con đến đi tìm chú cũng là vì chuyện này đó. Ông già này có thể giúp được gì cho con đây chứ? Bây giờ Đinh Linh đã bắt đầu hẹn các cổ đông ra để thuyết phục họ rồi. Con và Đạo Minh không có lòng tin là sẽ khiến hơn một nửa cổ đông đứng về phía tụi con. Nhưng mà con biết là chú và họ có mối quan hệ rất tốt. Nếu như mà chú ra mặt thì nhất định họ sẽ nể mặt chú. Cũng đúng. Trong số 13 cổ đông thì có hơn một nửa đã quen biết với chú hơn 20 năm. Nếu kêu họ bỏ phiếu phản đối chắc là không khó. Nhưng mà tại sao chú phải làm vậy? Người lật mặt trước không phải là chú, là con. Hôm đó con đá chú ra khỏi hội đồng, có từng nghĩ tới hôm nay không? Con có coi chú là chú bác sao? Con có coi chú là bạn tốt của bà con sao? Nói thật thì chú rất muốn nhìn thấy người phụ nữ đó vào hội đồng quản trị, sau đó lập tức đá con và Đạo Minh đi. Ngày hôm đó chắc chú sẽ cười đến không có ngủ được luôn. Chú Hình à, trước đó ai đúng ai sai cũng được. Cái chuyện không được vui đó có thể tạm thời gác lại một bên hay không? Bây giờ có một doanh nghiệp nước ngoài muốn nuốt chửng doanh nghiệp Trung Quốc của chúng ta, có phải chúng ta nên vì đại cuộc trước hay không? Con nói với người bị con đá ra khỏi hội đồng quản trị phải vì đại cuộc sao? Có hư cấu quá không? Vậy phải làm sao chú mới hả cơn giận này đây? Khải à, làm người phải biết nhớ ơn. Không phải là chú đang kể ơn với con đâu, nhưng mà nếu không có chú sẽ không có hậu cần thời đại. Có thể bây giờ con vẫn đang làm việc cho ngân hàng, làm sao có vinh quang như bây giờ.
hậu cần thời đại là chú bán cho con. Con chưa bao giờ quên điều này. Nhưng có phải vì để trả thù mà chú đứng nhìn một doanh nghiệp nước ngoài đè đầu cửa cổ không? Hậu cần thời đại có con và Đạo Minh mà. Hai người giỏi giang lắm mà. Khi đó có thể đá chú ra khỏi hậu cần thời đại, thì không lý nào hôm nay không thể ngăn cản người phụ nữ đó và hội đồng quản trị. Khải à, xem ra lần này chú không giúp được cho con rồi. Bây giờ chú chỉ là bộ ông già, không có chút cổ phần nào trong hậu cần thời đại. Mấy người cổ đông sao chịu nghe chú nói nhảm chứ. Chú tin rằng con và Đạo Minh sẽ có cách mà. Chú còn có cuộc họp, không nói với con nữa hả? Mấy ngày nữa chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu quyết định có cho đại diện của hậu cần SME bước vào hội đồng quản trị hay không. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của mọi người, nhưng mà bây giờ tôi muốn đưa ra chút ý kiến để cho mọi người tham khảo. Mọi người có từng nghĩ qua tại sao SME lại thu mua số lượng lớn cổ phiếu của hậu cần thời đại hay không? Và tại sao họ lại muốn đưa ra đề nghị gia nhập vào hội đồng quản trị của chúng ta? Bởi vì những gì họ nhắm tới không phải là công ty hậu cần thời đại đâu, mà là nhắm tới tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường của chúng ta. Bên hậu cần thời đại đã bắt đầu buổi phát sóng rồi. Thế nào, có kết nối được chưa? Xong rồi. Không biết mọi người có hiểu rõ SME là công ty hậu cần như thế nào hay không? Tương lai sau này họ có thể trở thành top 3 công ty hậu cần lớn nhất thế giới chỉ trong vòng 10 năm. Là bởi vì họ rất biết sử dụng thủ đoạn kinh doanh để mà nuốt chửng thành quả phấn đấu của người khác. Năm 2008, họ và công ty hậu cần điện thố của Đức sáp nhập, chính thức tiến vào thị trường châu Âu. Năm 2010, lần đầu tiên họ tấn công vào thị trường châu Á. Họ thu mua toàn diện hậu cần Misawa của Nhật Bản và họ còn chiếm hết 60% thị trường về phía mình. Cùng năm, họ và các công ty hậu cần của châu Âu như nước Ý, nước Pháp và Tây Ban Nha tiến hành lập ra liên minh chiến lược. Cuối cùng, đã biến họ trở thành công ty con của SME. Năm 2014, họ mua cổ phần công ty Delta X của nước Anh. Họ đã dùng thời gian là 2 năm không ngừng thu mua cổ phiếu của công ty này. Cuối cùng, cũng thành công nuốt chửng Delta X. Năm 2017, một lần nữa họ nhắm đến các quốc gia ở Đông Nam Á. Trong vòng 3 năm, họ thành công thu mua các công ty hậu cần lớn nhất ở Thái Lan, Philippines và Indonesia. Bây giờ, đến lượt Trung Quốc của chúng ta. Họ muốn dùng thủ đoạn tương tự để mà khống chế công ty hậu cần có tỷ lệ sở hữu thị trường lớn nhất để mà lũng đoạn thị trường. Mục tiêu của họ chính là hậu cần thời đại chúng ta. Tôi là cổ đông, tôi có trách nhiệm ngăn cản bất kỳ ai muốn làm tổn hại đến công ty bước vào hội đồng quản trị. Bởi vì tôi tin rằng mọi người cũng giống như tôi, cũng không muốn nhìn thấy thương hiệu của hậu cần thời đại chúng ta sẽ bị đổi thành SME. Vậy cũng tốt. Để coi những lời này của Triệu Khải có thuyết phục được các cổ đông hay không. Tôi không muốn nhìn thấy trận chiến này quá nghiêng về một phía.